Xin được chào quý vị và các bạn đến với trận đấu của bản sắc của Cao TV. Ngày hôm nay mình đang có mặt ở lễ hội Tân Sơn Lục Ngạn Bắc Giang. Đấy, những chị gái đồng bào dân tộc Nùng. Các chị ơi, nhìn về máy quay đã nào. chương trình giải búa rất là hay luôn các bạn ạ. Tân Sơn. Đưa rồi. Toàn gái xinh. Uy tín đây kìa. Ok. Đầu đá. Cái đầu này không ngon đâu, không ăn đâu. Ok. Anh em uy tín. Trời mưa các bạn ạ. Đây, dọc hai bên đường các bác bán rất chi là nhiều lợn quay. Hello. Lợn quay giờ này vàng quá. Hello các người đẹp. Uy tín chưa? Hai bên dọc đường bán rất là nhiều lợn quay. Xin chào anh nhá. Lợn quay rất là to. Anh bán được nhiều chưa anh? Mấy bắt đầu à? Còn nữa đây. Ui. Các cô chị đang trang điểm chuẩn bị đi vào lễ hội. Những cô gái đồng bào dân tộc Nùng ra ra ạ. Okay. Mưa quá các bạn ạ. Thời tiết đây à? Hơi được đấy. Vì sợ ướt thiết bị rồi. Đây. Chị ấy đang tìm người yêu à? Đang chờ người yêu à? Úi dồi ôi. Hello, úi dồi toàn các cô gái xinh nhỉ. Hello. Bạn đã chạy lắm. Ừ. Tí nè, toàn. Lại quay chạy. Chạy chạy nhá. Lại quay vàng thế nhỉ. Bên này rất là gà luôn. Ôi dồi ôi. Hai cái chị này là người ở đâu đấy? Sapa nơi cảnh vẽ đất trời luôn này. Sapa luôn. Quay phải nói là ngập mồm. Chào chị gái nhá. Mình vừa ăn với mình vừa thẩm à. Hello chị. Ok. Đoạn quay đây. Nhìn chị đã đủ thấy ngon chưa? Bên rất nhiều luôn các bạn ạ. Chậm chậm thêm ơi. Đi đâu đây. Đi vào cố à? Đợi anh về. Em gái vô lận quay. Ôi. Uy tín. Lễ hội sát với Lạng Sơn mình các bạn ạ. Đây đi. Đấy, các cô đã có con chuẩn bị. Những cô gái xinh ở trong này. Đây. Chào các cô nha. Ôi nhưng mà chưa gì đấy. Đang ăn à? Đang ăn. Đâu để cháu xem với đây. Cháu này ở bên bản sắc dân tộc phải không? Bản sắc vùng cao chi đi. Đây là con gái hả cô? Con gái. Xinh ghê. Anh ơi. Có cả con gái anh cô. Cái cô này ở đâu đây? Đang ăn lật quay đúng không? Ở Biên Sơn. Đang ăn đừng có quay, nó xấu hổ. Đang ăn xấu hổ.
Ok. Anh này có người yêu chưa? Chưa. Chưa đúng không? Rồi tí nữa. Ok, tí nữa đi bắt chồng nha em nhá. Đi chơi với các cô ơi, ăn xong đi chơi nhá. Chào, chào các cô nha, xin chào nha. Chương trình lễ hội vui lắm các bạn ạ. Đằng sau khách du lịch nhiều nhiều buồn. Hello. Xin chào nha. Chương trình ở đây rất là hay các bạn ạ. Xem có cái gì hay hấp dẫn không? Hai bên đường, hai bên cầu. Cô chú đã taxi các bạn ạ. Cực kỳ là đông vui. Chào, phải chào từ từ thế nào? Đã nhìn thấy đâu mà chào? Em đang còn một thôi, phải chào lại sau từ sau. Ok, ok. Chào lại cái đi. Đấy, các bạn đang chuẩn bị vào taxi đây. À chú nha. Chuẩn bị à? Đi taxi à? Hát xong ao à? Hát xong ao à? Vâng. À, rồi. Khu vực này sao nhiều gái xinh quá nhỉ? Đấy cái cơ xinh rồi. Em mấy cô này đến từ đâu mà xinh thế này? Lạng Sơn á, thật á? Ồ. Không ngờ là Sơn mình nó xinh thế này nhỉ? Ok, cảm ơn các chị nha. Em cũng Lạng Sơn à? Ok, cảm ơn chưa? Đi chơi hội chủ yếu là ngắm người thôi chứ. Hello. Đấy, kiểu này mới hay nhỉ. Tự nhiên mới hay. Anh ơi, anh có chụp cả lên luôn về cũng được. Nhưng mà nó không cho mình chụp ạ. Chụp lên luôn về đi. cái mình là người đâu đấy em? Cái mình là người dân tộc gì đây? Kinh à? Thế là không lừa được rồi. Mình nói cho vui thôi các bạn ạ, chứ không phải là mình phân biệt tài nùng hay kinh đâu. Nói chuyện câu chuyện vui vui với các bạn thấy thôi, chứ tài nùng hay kinh hay là Mường Giao Thái, tất cả các đồng bào đều không dễ bị lừa đâu. Càng là dân tộc càng dễ, càng khó lừa. Lo sò. Các em này chưa bị ái bắt à? Chưa bị ái bắt. Hai cô gái đồng bào Nùng ở Lạng Sơn đây đúng không? Lục Ngạn anh ơi. À Lục Ngạn này. Hai bạn là Lục Ngạn đấy. Ok. Bọn em ở đâu Lục Ngạn nhỉ? Lục Sơn anh ơi. Nhà con có vải không em? Nhà con có vải không? Có anh ơi. Nhà con có vải không? Có nhà. Mời anh về ăn vải với. Cô gái xinh ở Lục Ngạn. Nhà chắc là nhiều ngạn. À, tí nữa cho anh xin đi pho nhá. Để bữa nào anh vào ăn vải nhà em nhá. Ok ok. Biết gì bác? Đi nào các cô gái đi nào. Mình đã
đang lạc giữa một cái rừng hoa các bạn ạ. Hoa già, hoa trẻ, hoa xinh. Đây toàn bộ bọn con hát. Đi chơi hội toát hết cái vào hồ. Sau đơn vị thông báo, đơn vị Tân Sơn chuẩn bị. Cái cô này là đồng bào dân tộc gì đấy? Sán Diều à? Sán Diều là bộ truyền thống như thế này. Đẹp quá nhờ. Các cô thì nữa múa à? Chuẩn bị múa đấy. Anh xem các cô chú đồng bào Tây Nùng thì có cả Sán Diều. Khán giả rất là đông. Xin chào các chị nha, chuẩn bị hát then đấy à? Người chỉnh hát then, rồi hát then đàn tính ấy. Đội Sa Sơn Hải nha, câu lạc bộ Sa Sơn Hải. Dạ vâng ạ. Sau tiết mục của Tân Sơn, xã Tân Sơn chuẩn bị. Thành công. Chúc cho ngày hội đại thành công. À, rồi. Rồi đấy, trẻ con được cái đàn. Hai cô bé này hay quá nhờ. Đây. Hai cô bé này đang vừa hát si xong ấy nhờ. Vừa hát si xong. Cái cháu này mấy tuổi không? 18. Ồ, 18 tuổi á? Vâng. Cũng trẻ rồi. 18 tuổi là đủ tuổi lấy chồng đấy nhờ. Chưa được. Chưa đủ tuổi. Em với là Đan. Em tên gì nhờ? Tên Giang. Giang đúng không? Bạn Giang. Còn bé này chắc ít hơn tuổi nhờ? Ít hơn, năm nay cháu học lớp 4. À, lớp 4. Các bạn này ở đâu đây? Em ở Kiên Thành. Kiên Thành nhỉ? Kiên Thành, Bắc Giang. Lục Ngạn đúng không? Kiên Thành, Lục Ngạn, Bắc Giang. Rồi. Hai bạn này học hát si đâu chưa? Hát lâu rồi, bé này thì mới. Ổn quá, rồi cảm ơn các bạn nha. Ok. Mọi người đang hát si các bạn ạ, ở trên này. Giọng của Nu bây giờ đang khàn lắm rồi các bạn ạ. Các cô, các chị đang hát si. Cười một cái. Chắc là thành công rất đẹp rồi, không sao, không vấp con nào đâu. Bạn này xinh quá nhỉ. Rồi. Hai bạn, hai chị em. Hai chị em ruột đấy. Đây là anh Quân, anh trai, đây là con chú. Một chị năm nay đi học đại học rồi, cháu đi 7 năm liền rồi. Vâng. Cháu đi học 7 năm liền rồi. 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 Năm nay là giữ ra đứa em. Phải cố gắng, phải giữ gìn bản sắc dân tộc của mẹ. Vâng. Anh cô bé này mặc áo truyền thống đẹp lắm. Quần áo. Anh xin chụp kiểu ảnh nha. Hai đứa, hai bạn chào dáng cho anh chụp kiểu ảnh nha. 2, 3. Nữa chứ, 2, 3. Bé bên này tươi một tí nữa nha. Đúng rồi, 2, 3. Rồi, đẹp quá. Cảm ơn hai em nhé. Ai chụp cho okay. Cho một kiểu nhỉ.